ý tưởng ăn Tết với người nghèo lan rộng khắp từ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ cho thấy niềm tin vui của người dân khi được quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành. Sự gần gũi, sẻ chia giúp lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người nghèo. Qua đây có những chính sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp để hỗ trợ động viên người dân tự lực vươn lên. Minh chứng cho điều này là cuối năm 2013, Hậu Giang còn khoảng 11% hộ nghèo, thì hiện nay còn 2,46%, trung bình mỗi năm giảm hơn 1%. Khi chia tách tỉnh Hậu Giang, thì đảng bộ, chính quyền và cán bộ của tỉnh Hậu Giang đã xác định rằng là sống chung với dân, gần gũi với dân và chia sẻ vui buồn với người dân. Chính vì thế mà ngay từ những ngày đầu là đã có một cái truyền thống là vui Tết, vui xuân cùng với người dân, lao động nghèo. Thì đây là một cái điều mà rất ấn tượng. Có lẽ là một trong những địa phương có sáng kiến vui xuân cùng với người dân. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa để chia sẻ cùng người dân trong những dịp Tết đến xuân về. 10 năm qua, thăm chúc ăn Tết với người nghèo dẫu có thay đổi về hình thức cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng tiêu chí chung vẫn là sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành đối với người nghèo, với những người yếu thế. Các cái hoạt động thì cũng được chuyển đổi nhiều cái hình thức cho nó phù hợp. Khi mà cái tình hình dịch bệnh ở những cái nơi phức tạp, thì lãnh đạo tỉnh thành lập những cái đoàn đi thăm chúc Tết và cũng linh hoạt tổ chức những cái buổi họp mặt đầm ấm để tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, và cũng đã tặng được những cái ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. 10 năm, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo cho người nghèo, để ai cũng có Tết. Sự chăm lo này làm thấm đượm thêm ý đảng lòng dân và tạo nên sự cổ vũ động viên để người nghèo nỗ lực vượt lên.